Trong hội nghị giao ban giữa tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn yêu cầu các huyện cần tập trung có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Trong đó, nếu tiếp tục để giải ngân chậm, sẽ quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị và chuyển nguồn sang cho các dự án khác. Đường tỉnh 37 là công trình trọng điểm của huyện Văn Giang, được khởi công đầu năm nay. Qua 7 tháng thi công, liên danh 4 nhà thầu đã hoàn thành được gần 50% khối lượng công trình. Dù thời gian theo hợp đồng thi công là 18 tháng, công ty Phát Việt, một trong 4 nhà thầu đã phải mượn mặt bằng ruộng của người dân để thi công những phần việc khó như kè đắp đền trước mùa mưa bão năm nay. Qua đó mới có không gian và mặt bằng để thi công. 50% khối lượng này là cái khối lượng mà khó khăn nhất, là nó từ nền móng, cống, rãnh, toàn bộ hệ thống thoát nước là cũng đã đạt được rồi. Và cũng đang phấn đấu và hứa với cả lãnh đạo huyện, nếu như thời tiết và điều kiện khách quan mà cho phép thì chúng tôi cũng thể là giải được cái lớp bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư là các sở và các địa phương giải ngân chậm trong 7 tháng đầu năm nay bởi không được thuận lợi về mặt bằng để thi công. Một số nhà thầu đã được tỉnh cấp tiền nhưng chưa có khối lượng thi công bởi không có mặt bằng. Ví dụ như đường tỉnh 382B, nhánh phải và trái qua huyện Ân Thi, đường Phù Ủng Bắc Sơn dù được tính vào giải ngân của năm nay nhưng chưa thể thi công được do chưa giải phóng mặt bằng. Vướng mắc chính hiện nay là cái đang thực hiện luật đất đai 2024. Cả nghị định của chính phủ đã ra rồi nhưng mà đối với các cái văn bản hướng dẫn của tỉnh chưa có. Tôi nói ví dụ như cái sửa đổi bổ sung cái quyết định 03 về quy định bồi thường hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Đấy, rồi là cái quyết định 20, rồi điều chỉnh bổ sung quyết định 03. Thế rồi là cái quyết định 40 2019 của ban tỉnh về cái bảng giá đất thì phải cụ thể cho các huyện, trong đó Văn Thi thì mới có căn cứ để tính toán được. Thời gian này chúng tôi vẫn đang chờ đợi các văn bản của tỉnh. Với khoảng 22% giải ngân đầu tư công toàn tỉnh trong 7 tháng năm nay cho thấy tiến độ đang rất chậm. Đặc biệt là năm nay, khối lượng giải ngân của Hưng Yên là gần 20.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2023. Chỉ còn 5 tháng nữa, nhất là tháng 8 và tháng 9, vẫn bị ảnh hưởng do mưa bão nên khó có thể nhanh được. Phê bình gay gắt những đơn vị yếu kém mà thậm chí còn chuyển nguồn, cắt đi chứ khác, không để lại cho chủ đầu tư. Và như thế tức là có biện pháp mạnh đấy, tôi nói với đồng chí đấy. Thứ hai là nếu mà chậm nữa thì giao nội vụ, nhé, tôi giao sở nội vụ đi kiểm tra công vụ liên quan tất cả các ngành, nhé, liên quan đến dự án. Nếu các dự án nào chậm thì chuyển nội vụ để kiểm tra công vụ, ngành nào làm người sai ngành chịu. Các huyện mà giải phóng sai mà chậm thì cấp huyện nó phải chịu, bởi vì một dự án nó không phải liên quan một lĩnh vực, mà nó không quan đến một ngành, mà một dự án nó liên quan đến tất cả các nội dung liên quan, tất cả các huyện thành phố đều liên quan cái đó, rồi các ngành liên quan, tức là các ngành liên quan, nên là kiểm tra công vụ thì nó sẽ ra rõ ngay là ngành nào chậm, huyện nào chậm, giải phóng một vòng chậm. Hiện nay các chủ đầu tư cũng đang tập trung các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, trong đó có đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình và cải cách các thủ tục hành chính trong nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng để phấn đấu tăng tốc giải ngân năm 2024 ngay trong quý 3 này, chứ không quá dồn vào quý 4 như trước.